Nhắc đến nghệ thuật phòng ngự trong môn thể thao vua, người ta không thể không nhắc đến phong cách của người Ý đã từng một thời gây tiếng vang cực lớn trên khắp bản đồ thế giới. Đó chính là Karate Nagyo. Thứ bóng đá phòng ngự được xem như một môn nghệ thuật của làng túc cầu, và nó cũng chính là nhân chứng lịch sử cho đế chế Serie A hùng mạnh một thời. Hôm nay hãy cùng cảm show như là thứ bóng đá đã từng tạo nên một kỷ nguyên vàng son của người Ý. Karate Nagyo có nghĩa là gì? Trong tiếng Ý, Karate Nagyo có nghĩa là cái thang, cái chốt cửa. Vậy cái chốt cửa thì có liên quan gì đến chiến thuật trong bóng đá? Thực tế, từ chốt cửa, tức Karate Nagyo trong tiếng Ý, mang ý nghĩa về một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, thường là với một hệ thống phòng ngự 1-1 để bảo vệ cầu môn, tức phòng ngự chính là cái chốt, thứ quan trọng nhất với mọi đội bóng trên sân. Karate Nagyo chính là chiến thuật phòng ngự hiệu quả và sáng tạo nhất từng được nghĩ ra, và kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước, nó đã tạo nên sự thành công vang dội với kỷ nguyên của Inter dưới bàn tay của Helenio Herrera. Nhờ đó, nữ xanh đen thành Milano được người hâm mộ gọi là La Grande Inter. Nhờ thành công vĩ đại trong giai đoạn họ giành được 3 Scudetto cũng như 2 chiếc cúp C1 châu Âu liên tiếp. Và điều tuyệt vời nhất đối với những người hâm mộ Inter đó là việc đội bóng của họ hoàn toàn làm lu mờ người hàng xóm lẫy lừng AC Milan suốt một khoảng thời gian dài. Trên thực tế, không phải Italia mà Thụy Sĩ mới là nơi đặt nền móng cho phong cách phòng ngự Karate Nagyo. Vào cuối những năm 1930, Karl Rappen dẫn dắt câu lạc bộ Thụy Sĩ Servette đã nghĩ ra một sáng kiến cho những cầu thủ của đội bóng yếu hơn như Servette có thể đối đầu với những ông lớn thời đó. Đó là việc Rappen sửa đổi từ sơ đồ 3-2-5 hay còn gọi là sơ đồ WM phổ biến thời bây giờ. Rappen đã thay đổi phong cách cũ khi kéo hai tiền vệ trong sơ đồ 3-2-5 về hàng phòng ngự, với một người dạt cánh của người còn lại trở thành tiền vệ hỗ trợ phòng ngự. Hai hậu vệ cánh ban đầu trong sơ đồ sẽ đá cặp trung vệ thực thụ, dựa vào cách triển khai thế trận. Một trung vệ sẽ đảm đương việc dâng lên áp sát để cắt bóng khi cần thiết. Trung vệ còn lại đóng vai trò bọc lót cho người kia khi bị tiền đạo đối phương vượt qua. Theo dự định của Rappen, điều này giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của cá nhân trong trận đấu, nhưng sẽ là phương án hiệu quả cho toàn đội trong việc kiểm soát lối chơi. Mẫu cầu thủ này được gọi là Veru trong hệ thống của Rappen. Trong tiếng Thụy Sĩ, Veru có nghĩa là cái chốt. Khi Karl Rappen trở thành huấn luyện viên của Thụy Sĩ, ông mang theo phong cách huấn luyện này lên đội tuyển. Ngày đó, với hệ thống phòng ngự của mình, Thụy Sĩ đã từng đánh bại Anh trong trận giao hữu trước thềm World Cup 1938 và sau đó tiếp tục đánh bại Đức ở vòng đầu tiên của chín giải đấu. Nhiều năm sau đó, một huấn luyện viên khác là Gippo Vianney đã nghĩ ra một ý tưởng về một hậu vệ chơi tự do ngay sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Ý tưởng của Gippo Vianney bắt nguồn khi ông đang đi dạo trên bãi biển và bắt gặp một nhóm ngư dân đang kéo lưới. Những người ngư dân đó không chỉ kéo bằng một chiếc lưới mà sau đó còn có một chiếc lưới khác đóng vai trò bọc lót để chắc chắn rằng những con cá, nếu chúng có thể thoát ra được từ tấm lưới đầu tiên thì cũng không có cơ hội thoát ra từ tấm lưới thứ hai. Và rồi, những thứ Vianney đã tận mắt chứng kiến đánh thức ông cho một suy nghĩ về một hậu vệ chơi tự do có nhiệm vụ sẽ bọc lót với vai trò hỗ trợ ngay sau lưng hàng phòng ngự. Trước đó, câu lạc bộ Salernitana mà Gippo Vianney dẫn dắt chỉ là một đội bóng bán chuyên thường xuyên phải nếm mùi thất bại với hàng phòng ngự tệ hại và ngục lặng những giải hạng 3, hạng 4. Thế là việc áp dụng những thực tiễn từ trong cuộc sống đã giúp Salernitana của Vianney có cơ hội lên chơi tại Serie A với tư cách là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất giải. Sự thành công của Gippo Vianney với Salernitana là tiền đề cho những đội bóng nhỏ ở Ý học theo. Những đội bóng đó tạo ra một hàng phòng ngự với một hậu vệ con thoi đảm nhận vai trò di chuyển tự do và chịu trách nhiệm phòng ngự hỗ trợ bọc lót cho hàng thủ. Cầu thủ này cùng với thủ môn sẽ là hai chốt chặn cuối cùng của một đội bóng khi bị tấn công. Trong khi Rappen tiếp tục sự thành công cùng với câu lạc bộ Servette và đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ, thì ở bên kia bán đảo Iberia, một chiến lược gia tên Helenio Herrera đã để lại dấu ấn của mình. Herrera là huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ ở Tây Ban Nha trong những thập niên 50. Thành tích lớn nhất của ông là đưa Atletico Madrid và Barca lên ngôi vô địch liên tiếp trong các giai đoạn 49 đến 51 và từ 58 đến 60. Những năm của Herrera tại Barcelona, đội bóng của ông đã ghi được trung bình 91 bàn mỗi mùa và là đối trọng cực lớn với Real Madrid của thế hệ Di Stefano và Puskas. Với những thành công trên đất Tây Ban Nha, Inter quyết định bổ nhiệm Helenio Herrera làm huấn luyện viên vào đầu mùa giải 60-61. Thế nhưng, trong hai mùa giải đầu tiên của ông tại Inter, nữ xanh thành Milan đã không giành được danh hiệu Scudetto nào. Mùa giải 60-61 thật sự là một thử thách với Helenio Herrera tại xứ sở mì ổng. Đội bóng của ông lựa chọn phong cách tấn công như cách mà Herrera đã từng áp dụng cho Barca và Atletico. Nhưng kết quả, Inter chỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Và mùa thứ 2 của Herrera, Inter vẫn chỉ về nhì sau 9 người hàng xóm. Khi mọi áp lực đè nặng lên chiếc ghế nóng của mình, Helenio Herrera buộc phải lựa chọn đi theo phong cách Karate Nagyo. Ở thời kỳ đó tại Serie A, Karate Nagyo
trở thành một phong cách chơi bóng mà rất nhiều đội bóng nhỏ học theo nhằm hạn chế sự chênh lệch về mặt trình độ cũng như có thể tận dụng phản công từ những sai lầm của đối phương. Helenio Herrera lấy cảm hứng từ sự thành công của huấn luyện viên Nero Rocco với AC Milan, một đội bóng có được thành công nhờ triết lý phòng ngự. Herrera đã chuyển Armando Pizzi sang vai trò hậu vệ quét. Bằng cách này, Pizzi giữ vai trò tự do nơi hàng thủ và được biết đến là một libero trong hệ thống Catenaccio lúc bấy giờ. Catenaccio của Inter thời điểm đó dựa trên nguyên tắc tổ chức trận đấu và đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Theo đó, sơ đồ đội hình của Inter dựa trên sự bố trí bởi 4 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là libero, hậu vệ quét. Lớp thứ hai là 4 hậu vệ, tùy thuộc vào trạng thái đang kiểm soát bóng hay mất bóng. Tiếp đến là 3 tiền vệ có nhiệm vụ triển khai bóng và kiểm soát thế trận. Và cuối cùng là bộ đôi tiền đạo nhằm đảm nhiệm vai trò nên mũi nhọn hàng công. Dù lựa chọn triết lý phòng ngự, thế nhưng Inter của Herrera không hề đổ Spurs cực đoan như phong cách phòng ngự tiêu cực của bóng đá hiện đại. Minh chứng là Inter của Herrera có đến 43 pha lập công chỉ trong 18 vòng đấu của mùa giải 62-63. Đây là một con số rất khủng khiếp với một đội bóng chơi tấn công, chứ chưa kể đến một câu lạc bộ chọn Catenaccio làm triết lý. Cũng trong mùa bóng năm đỏ, Inter đã đánh dấu sự trở lại ngôi vương nước Ý với chiếc Scudetto thứ 8 trong lịch sử đội bóng. Mùa giải 63-64, mặt trận phòng ngự của Inter lại tiếp tục tỏa sáng. Họ chỉ đi lọt lưới 21 bàn và ghi được 54 bàn tại Serie A. Thế nhưng việc chỉ cán đích về vị trí áo quân nhờ thủ Bologna ở trận playoff chẳng khiến người hâm mộ đội bóng này phiền lòng. Nerazzurri có lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang châu Âu khi đánh bại Real Madrid của những Di Stefano Puskas với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Sandro Mazzola và Aurelio Milani. Thời điểm bây giờ, Inter thi đấu cực hay với các pha phản công chớp nhoáng. Khi Inter của Herrera kiểm soát thế trận, hệ thống sẽ là 3-2-3-2 với 3 hậu vệ, 2 tiền vệ phòng ngự với vai trò kiểm soát và khai triển bóng từ tuyến dưới. Luis Suarez đóng vai trò nhạc trưởng ở tuyến giữa của Nerazzurri cộng với 2 cầu thủ chạy cánh là Fakati và Gea. Phía trên là bộ đôi tiền đạo chơi cao nhất với nhiệm vụ xuyên thủng mạng lưới đối phương. Ở trạng thái tấn công, bóng sẽ được luân chuyển lên cho Luis Suarez. Huyền thoại người Tây Ban Nha sẽ tung ra những đường chuyền dài cho Mazzola và tiền đạo còn lại, hoặc bóng sẽ được dồn ra cánh của Fakati hoặc Gea. Một trong hai sẽ là người nhận bóng và tận dụng tốc độ với mục đích khai thác khoảng trống nơi hành lang cánh của đối phương. Ở trạng thái mất bóng, Helenio Herrera yêu cầu các cầu thủ của mình lùi sâu đội hình và nhường thế trận lại cho đội bạn, mặc sức dâng cao tấn công với sơ đồ 5-4-1. Khi đó, toàn đội hình sẽ áp dụng chiến thuật 1-1 toàn sân, trừ libero. Trong khi chi tiền đạo cắm chơi cao nhất sẽ là mục tiêu của những pha phản công nhanh khi Inter giành lại được bóng. Mùa giải 64-65 là mùa giải đánh dấu sự thành công vượt trội của kỷ nguyên Inter vàng son và cũng là lúc Helenio Herrera được tôn vinh với biệt danh Il Mago, thầy phù thủy. Thậm chí trong mùa bóng năm đỏ, Inter dù vẫn chú trọng Catenaccio làm triết lý, nhưng thứ bóng đá tấn công của họ đã làm bá chủ cả nước Ý và lan rộng ra khắp châu Âu với việc ghi đến 68 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 29 bàn tại Serie A, cũng như xuất sắc bảo vệ thành công chiếc vô địch C1, có lần thứ 9 vô địch Scudetto, lần đầu tiên vô địch cúp liên lục địa, cùng với ngôi Á quân tại Coppa Italia. Những mùa giải tiếp theo, Inter của Helenio Herrera tiếp tục bảo vệ thành công chiếc vô địch Serie A, vô địch cúp liên lục địa 2 lần mùa 65-66. Tuy nhiên, thất bại cay đắng 1-2 trong trận chung kết C1 mùa giải 66-67 trước Celtic như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào kỷ nguyên hoàng kim của Catenaccio. Trở về Italia, Inter để mất Scudetto vào tay Juventus ở vòng đấu cuối cùng. Sau hai thất bại đó, tờ Mundo Deportivo đã viết: dù sớm hay muộn thì Inter của Herrera, Inter của Catenaccio, một Inter bị ám ảnh bởi 2 triệu chiến thắng, cũng sẽ phải trả giá cho việc từ chối chơi một thứ bóng đá phóng khoáng mang tính giải trí. Và thật vậy, chỉ một năm sau thất bại trong trận chung kết châu Âu năm 67, Inter tụt xuống tận vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc, đánh dấu sự chấm dứt của kỷ nguyên La Grande Inter dưới trụ đại Helenio Herrera và nhen nhóm cho sự sụp đổ của một trong những phong cách bóng đá huyền thoại của người Ý, sự kết thúc của kỷ nguyên Catenaccio. Thời điểm bóng đá tổng lực, thủ thuật football ra đời, nó cũng chính là hồi kết cho thời kỳ hưng thịnh của nghệ thuật bóng đá phòng ngự trứ danh của người Ý. Vì Catenaccio đòi hỏi các cầu thủ buộc phải chơi 1-1, thế nên khi gặp phải một đội bóng thường xuyên hoán đổi vị trí như thủ thuật football, Catenaccio sẽ ngay lập tức gặp lúng túng vì không biết phải theo kèm cầu thủ nào của đối phương. Thêm vào đó, bóng đá trong quá khứ thường tính theo luật trận thắng chỉ được tính 2 điểm, nên các đội bóng không cần phải đặt nặng vấn đề thắng quá lớn, với một trận hòa được xem là kết quả tạm được. Nhưng sự thay đổi nơi hệ thống tính điểm của giải bóng đá đã buộc các đội bóng phải chơi tấn công nhiều hơn. Đó cũng là lúc Catenaccio bắt đầu mất đi đất diện của mình. Hơn nữa, chứng kiến một đội bóng chơi thứ bóng đá quyến rũ và cống hiến như bóng đá tổng lực thời bấy giờ chắc chắn sẽ phải thích mắt hơn là xem một đội bóng chỉ chơi phòng ngự.
như một quy luật tất yếu, thứ gì đạt đến cực thịnh rồi cũng sẽ đến lúc suy tàn, và nghệ thuật Catenaccio trứ danh của người Ý cũng không thể tránh khỏi điều này. Chiến bóng đá tổng lực của người Hà Lan đã chấm dứt thời kỳ đỉnh cao Catenaccio khi Ajax của Stefan Kovac đã đánh bại Inter của Giovanni Invernizzi 2-0 trong trận chung kết số 1 năm 72. Hay như đã nói, chính thất bại của La Grande Inter với Herrera trước Celtic trong trận chung kết số 1 năm 67 đó là một lời báo trước cho sự sụp đổ này. Ngày nay, hầu như các đội bóng không còn sử dụng Catenaccio cũng như vị trí libero nữa. Catenaccio vì thế trở thành hoài niệm của những người yêu bóng đá Ý, môn nghệ thuật phòng ngự trứ danh của những người Ý đã từ một thời khuynh đảo châu Âu và sản sinh ra vô số huyền thoại. Nhưng về sau này, khi Catenaccio đã chìm sâu và quên lãng với chiến thuật bóng đá thế giới, người Ý đã cải tiến nó thành hệ thống phòng ngự khu vực, nền tảng của mọi triết lý phòng ngự trong bóng đá hiện đại. Phòng ngự khu vực cũng là thứ giúp Italia vô địch World Cup 82 2006 hay Inter vô địch trong năm 2010. Sự phát triển của bóng đá đều buộc phải thay đổi theo dòng chảy của thời gian, và Catenaccio cũng không phải ngoại lệ. Dù không còn tồn tại trong bóng đá thời hiện đại, nhưng với những người hâm mộ bóng đá Ý, đặc biệt là với các cổ động viên Inter, Catenaccio sẽ luôn là một di sản còn sống mãi với lịch sử bóng đá của xứ sở mì ống.